Xin chào các con, cô là Trường Nguyễn Thùy Miên, là giáo viên của trường tiểu học Dương Minh Châu đây. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong bộ môn tự nhiên và xã hội của lớp 1 nhé. Bài học của chúng ta ngày hôm nay là bài 5, ôn tập về chủ đề gia đình. Nào, bây giờ để bắt đầu vào bài học, cô và các con sẽ cùng nhau đến với hoạt động 1, giới thiệu về bản thân và các thành viên trong gia đình nhé. Hoạt động 1 này, chúng ta sẽ học cách giới thiệu, chia sẻ với bạn về bản thân và gia đình em. Quan sát bức tranh trong hình, các con thấy đây là gia đình của bạn Nam, gồm có ông của bạn Nam, bố của bạn Nam, mẹ của bạn Nam và em gái của bạn Nam. Từng thành viên trong gia đình bạn Nam có những hoạt động yêu thích riêng. Ví dụ như mẹ thì yêu thích công việc nội trợ, bố thì thích đá banh, ông của bạn Nam thì thích uống trà chiều, bạn Nam thì thích học võ, còn em gái của bạn Nam thì thích tô màu và vẽ tranh. Bây giờ các con cũng có thể chia sẻ với bạn về bản thân và gia đình của mình, gồm có bao nhiêu thành viên và các hoạt động yêu thích của từng thành viên trong gia đình mình đó. Cô biết hiện tại các con chỉ có thể học online, không thể gặp gỡ trực tiếp bạn bè. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể cầm điện thoại lên và gọi điện cho một người bạn mình yêu mến để cùng giới thiệu, chia sẻ với bạn về bản thân và gia đình của mình nhé. Cô hy vọng các con sẽ có những cuộc điện thoại thú vị với các bạn của mình để chia sẻ về bản thân và gia đình thân yêu của mình nhé. Chúng ta sẽ sang tiếp hoạt động 2, đó là ứng xử với tình huống. Chúng ta có tình huống như sau: đi học về, bạn Tú thấy mẹ đang nấu cơm, còn bé Na thì đang ngồi chơi búp bê. Nếu con là bạn Tú, hãy nói cách ứng xử tình huống trên. Các con hãy thử suy nghĩ và nói lên cách giải quyết của mình cho bố mẹ cùng nghe nhé. Các con đã có cách giải quyết phù hợp với tình huống trên chưa? Cô hy vọng rằng chúng ta đều biết cách giải quyết tình huống trên. Những lúc rảnh rỗi, chúng ta cần thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ bố mẹ bằng những việc phù hợp đó các con. Ví dụ như là chúng ta có thể phụ giúp bố mẹ làm việc nhà hay chơi cùng em nhỏ. Cô tin rằng nếu các con là bạn Tú thì đều sẽ biết cách khuyên bạn Na phụ giúp bố mẹ làm việc nhà nhiều hơn, chứ không ngồi chơi búp bê mãi như thế, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ sang hoạt động số 3 nhé. Đó là sắp xếp đồ dùng cá nhân. Ở hoạt động số 3 này, các con sẽ học cách sắp xếp đồ dùng cá nhân vào vị trí hợp lý. Theo đó, chúng ta sẽ quan sát và sắp xếp các đồ dùng ở tranh A vào đúng vị trí của nó ở tranh B. Bây giờ cô mời các con hãy quan sát và cùng nhau suy nghĩ xem đồ dùng nào thì sẽ đặt vào vị trí ở đâu cho hợp lý nhé. Nào, 3 phút cho các con cùng thực hiện. Các con đã có câu trả lời cho mình chưa? Bây giờ các con hãy cùng quan sát với cô xem vị trí mà cô sắp xếp sau đây có giống với suy nghĩ của mình hay không nhé. Đầu tiên chúng ta hãy đến với những quyển sách nào. Những quyển sách thì nên đặt ở đâu hả các con? À, đúng rồi. Chúng ta nên xếp gọn vào trong góc học tập của mình nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ sắp xếp các bộ quần áo vào đâu? A. Chúng ta sẽ xếp chúng vào trong tủ áo. Đây là cái gì vậy các con? A. Đây là một chiếc khăn. Chúng ta sẽ xếp vào đâu? Cũng vào trong tủ áo nhé. Những món đồ chơi sau khi chơi xong thì chúng ta sẽ để gọn vào trong hộp đồ chơi của mình. Cuối cùng, chiếc gối thì chúng ta đặt ngay ngắn ở đâu hả các con? Đúng rồi, ở trên giường của mình nhé. Cô hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có câu trả lời đúng với đáp án của cô nào.
Sau hoạt động số 3, chúng ta rút ra được bài học đó là em cần sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng và ngăn nắp. Ngay từ ngày hôm nay, các con hãy học cách sắp xếp đồ dùng cá nhân, đồ chơi, sách vở, quần áo của mình thật gọn gàng và ngăn nắp nhé. Sau đây, cô và các con sẽ cùng nhau đến với hoạt động tiếp theo nhé. Hoạt động thứ tư của chúng ta đó là tập phân công công việc nhà. Ở hoạt động thứ tư này, các em hãy lựa chọn việc nhà phù hợp với các thành viên trong gia đình. Quan sát bức tranh, các con thấy có bốn thành viên trong gia đình, đó là bố, mẹ, bạn nam và em gái nhỏ. Tương tự bên dưới chúng ta có bốn công việc nhà, đó là nấu cơm, quét sân, nhặt rau và cho gà ăn. Các con hãy suy nghĩ để sắp xếp công việc phù hợp với các thành viên trong gia đình này nhé. 2 phút suy nghĩ cho các con. Các con đã có đáp án cho mình chưa? Bây giờ các con hãy cùng theo dõi xem chúng ta sắp xếp có đúng với đáp án của cô không nhé. Đầu tiên đó là bố. Theo các con thì bố có thể làm những công việc gì nào? Bố có thể làm tất cả 4 công việc ở bên dưới: nấu cơm, quét nhà, nhặt rau và cho gà ăn. Mẹ thì sao nhỉ? Chúng ta hãy xem mẹ có thể làm những công việc gì nhé. Mẹ cũng có thể làm cả 4 công việc bên dưới: nấu cơm, quét sân, nhặt rau và cho gà ăn, đúng không nào? Thế theo con thì bạn Nam thì sao? Bạn Nam có thể làm 3 công việc: quét sân, nhặt rau và cho gà ăn. Tuy nhiên, bạn Nam không phù hợp để nấu cơm vì có nguy cơ dễ bị phỏng và làm đổ vỡ đồ đạc. Cuối cùng là em gái nhỏ. Em gái nhỏ chỉ có thể nhặt rau và cho gà ăn thôi. Các con có đáp án đúng với cô không? Cô khen ngợi tất cả các bạn đã chọn đáp án đúng nhé. Hoạt động vừa rồi, chúng ta rút ra bài học là các thành viên trong gia đình tùy theo khả năng của mình sẽ cùng nhau mỗi người một việc, cùng làm việc nhà các con nhé. Còn bây giờ, cô và các con sẽ cùng nhau đến với hoạt động 5. Em thích phòng nào nhất trong ngôi nhà của mình và vì sao? Cô mời các con quan sát 4 bức tranh bên dưới, miêu tả phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp và phòng ăn. Các con hãy suy nghĩ, sau đó nói cho bố mẹ nghe mình thích phòng nào nhất trong ngôi nhà của mình, lý do vì sao nhé. Ngoài kể cho bố mẹ nghe phòng mình yêu thích nhất trong ngôi nhà, các con cũng có thể gọi điện thoại cho bạn bè và người thân để nói về căn phòng yêu thích nhất trong ngôi nhà của mình nhé. Cuối cùng, cô và các con sẽ đến với hoạt động thứ 6, đó là xử lý tình huống. Cô sẽ lần lượt giới thiệu 2 tình huống sau đây. Các con hãy quan sát tranh và suy nghĩ mình sẽ làm gì trong các tình huống này. Đầu tiên, đó là khi bạn Nam nhìn thấy một nồi nước sôi đang bốc khói. Theo con, nếu mình là bạn Nam, mình sẽ làm gì trong tình huống này? 2 phút suy nghĩ cho các con. Ở tình huống tiếp theo, chúng ta thấy bạn Nam đang có ý muốn chạm vào một chiếc bàn ủi đang nóng. Nếu con là chị gái của bạn Nam và nhìn thấy cảnh tượng này, con sẽ nói gì với bạn Nam? Cô cũng cho 2 phút để các con suy nghĩ nhé. Sau khi suy nghĩ xong câu trả lời, con hãy nói cho bố mẹ nghe xem cách giải quyết của mình có đúng không nhé. 2 phút bắt đầu. Cô tin rằng các con đều biết câu trả lời chính xác cho 2 tình huống trên và đã được bố mẹ khen rồi đúng không? Câu trả lời đúng của chúng ta là khi gặp nồi nước đang nấu trên bếp ga hay bàn ủi đang nóng thì em không được đến gần mà phải tránh xa để phòng bị phỏng các con nhé.
Hoạt động thứ sáu cũng đã khép lại buổi học ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cô chào tạm biệt các con và hy vọng sẽ gặp lại các con ở những tiết học sau. Cô mong rằng các con có thể vận dụng được những gì mình đã học vào trong cuộc sống hàng ngày để giữ an toàn cho bản thân mình và biết cách phụ giúp bố mẹ những công việc nhà các con nhé. Cô chào tạm biệt các con.